chờ thì miễn tương thân nó nặng, nặng kiểu chi luôn. Trời Huế quá nắng lắm mọi người, chỉ có 7-8 độ C liên tục. Giờ 10 giờ đi ngang các cái cổng thành nhìn nó trời nắng không khiếp luôn. Đây là những cái cổng thành mà nghe nói cũng bí mật lắm, mà đến khi sau này người ta mới khai hoang mới thấy ra, nhận ra là đây có một những cái cổng nhỏ nhỏ không biết trong lịch sử như thế nào đấy mọi người. Đây đường lên tường thành này đó, và đây có những cái cổng nhỏ, còn một giai đoạn là cây cối úng tùm nó bị khúc đi những cái tường thành. Thì những cái cửa bây giờ sau này nó người ta phát hiện ra thì cũng biết trong lịch sử như rằng mà có lẽ có những cái cổng cửa nhỏ nhỏ. Giờ chúng ta đang qua cầu Lưu Ý, nơi đầu và cuối con sông Ngư Hà đấy mọi người. Cửa này cửa đóng thủy quán đó. Dạ, em muốn xin chào tất cả bà con mọi người. Đó, ở đây có nhiều cái cổng nhỏ nhỏ, hai bên đó là hai đâu. Hai bên lúc. Hình như là bên cái cầu Lưng Y thì cũng có ý chán như vậy. Đó, đây này, đây cũng như đó. Có hai cái cổng nhỏ nhỏ bên tường thành, chắc là cổng ra vào cho lịch đi tuần đi đồ đó. Là mình đoạn bò như vậy cũng biết được cổng cửa thì phục vụ cho thời bây giờ, thời nào có kiểu cách đời sống. Tường thành mọi người thấy bây giờ người ta đang giải tỏa ra, hình như là sơ bộ là cần lộ diện ra cả cái tường thành của tường thành đấy đó. Đường xuống sầu thẳm mọi người. Từ nay em mang thang đưa bà con đi thăm ấy. Đó, còn đường mà có tường thành người ta giải tỏa là như thế. Tường mà con dịch men đó là ngày xưa bà con sinh sống nhà ở rất là nhiều, giờ giờ đi hết rồi, lộ hiện ra những cái bầu eo rất là rộng, đất bạc ngang luôn, nhà cửa đây cũng phá hết đi hết rồi, cái to đây cuối đường số 8 là một cái kiệt. Ra đây là một cái kiệt của đường như ở đây là cửa đường số 8 kiệt kiệt của Lương Y. Kiệt đường Lương Y. Ngoài đi là Lương Y, khi qua cầu Lương Y thì lại phải theo dọc bờ sông đường Lương Y. Em quên, ở đây bà con trồng những cái cây hoa dại nữa, rồ mùa đi rất là đẹp luôn, mát nữa. Đường Lương Y bên bờ dòng sông Ngư Hà. Để nhà khúc cua này thì là kết thúc đường Lương Y sẽ qua đường Lê Trúc Đình. Tường thành này đi kiểu dích dắt như thế nào thì mình không biết, nhìn từ trên cao mới thấy được cái đường đi của tường thành, còn đi bên dưới thì cũng thấy nó hơi vô ra ngoằn ngoèo. Hay những phần khu vực nhà ở đây bà con đã di dời còn vài hồ thôi. Ở khu vực gần về cầu Khó bên rất là view sông Ngư Hà rất là đẹp, rất mộng mặt mẹ. Bà con ở đây mà một xe giải tỏa ra đi thì còn chúng ta sẽ nhìn thấy tường thành bên cầu Khó đó. Nơi đây thì có một cửa hàng quán rất là đông người, mà em lúc nãy đi thì nghe bà con tào xạo là cái này còn được uống đôi chứ đó, ta có đôi chứ uống đó. Họ ra là đây là cái tiệm mà quán cơm hạt gạo tươi tấm,
trong 5.000 đồng đó, tại khu vực đường Lê Trung Bình. Dạ. Vợ chồng em Thảo Lê kính mời bà con cơm chay nước ngọt vào lúc 11 giờ ngày 19 tháng 8 ngày 2023. Hẹn chị bà con tao xảo với nhau đó, phải có nước uống nữa. Ở ngày nay còn là đối vợ chồng nào đó người ta mời cơm mời nước cho bà con khổ khó. Vì tại đây là cái tiệm cơm từ tâm 5.000 đồng dành cho người khổ khó. Mua bán vé số hay là làm ăn khổ khó trên đường á. Đến bữa trưa người ta cũng vào bước về đây để mua cơm ăn, bữa cơm 5.000 thôi. Cơm cũng dùng là những nhà hảo tâm người ta phát tâm người ta đầu tư hàng quán người ta nấu về phục vụ cho bà con khổ khó đó. Dạ, hạt gạo tư tâm, bữa cơm 5.000. Phải đừng lấy tâm bình mộng, ta vừa đi nhắc có khó đó. Tại ngay câu thì sẽ ra cửa hấu dạ. Một cái quán cơm rất là ý nghĩa cho người nghèo khổ bán vé số, người néo đơn, người ta có nơi nương tựa rồi, làm ăn không ra, cơm được cũng được, bữa đói bữa no. Thì đó là bữa cơm 5.000 thì chắc bà con cũng sống được. Dạ. Như quán cơm này em nghe cũng lâu rồi đấy, lâu lâu đi ngang cũng đi vào giờ cơm, bà con đi ăn rất là đông. Và trước khi đi ngang đây thì em có nghe bà con ngoài chờ sẹt, em đi ngoài chờ sẹt phố đi, nghe như người nói với nhau là trên đi còn nước uống nữa, ngon lắm, trong nở trong nở đó, người nói với nhau như vậy. Họ ra đi vào trong cái mấy thầy và trên này có vợ chồng anh chị nào đó đã tập tâm mời cơm như nước uống buổi trưa cho bà con khổ khó. Tại hình như số đó là số 109 đường Lê Trung Bình. Dạ. Và đây là nơi đầu đường của đường Lê Trung Bình, và cuối đường mà chúng ta vừa đi ngang qua từ khúc cua đường đường này. Bên một cái biếu sông Người Hà vào giờ trưa nắng rất là gắt, đi trên đường rất là nóng quá. Dạ, nóng đúng đó, lúc này là cũng 37-38 độ C trên đường, 11 giờ trưa rồi đó. Hàng cơm bây giờ bà con đã bán hết nửa bữa rồi nửa hoặc là hết chuẩn bị xong buổi trưa rồi. Lê Trung Bình ở khúc cua này hình như là Trần Văn Kỳ. Khúc cua là mời cái tuyến đường, mỗi tuyến đường của khu vực sông Người Hà nó đi dứt dắt đi theo hình chữ L. Dạ, đúng rồi, Trần Văn Kỳ. Chợt có mấy con đi mua cơm về đó, được ông làm chi. Về vẫn còn rất là nhiều người khổ khó, mỗi trò nhưng nơi tập trung như vậy mới thấy được thôi, chứ trong ban ngày đi thì bà con rải rác đi làm ăn khắp nơi mọi tuyến đường phố. Dạ, đôi khi như vậy bắt gặp được những hình ảnh khổ khó đi làm rồi có những cái chia sẻ. Dạ. Nó nặng ghê, thật sự là gắt nặng. Đi tháng 7 ấm lịch thôi, mùa thú rồi đó mọi người. Tạm dương lịch thì phải ấm lịch, gọi là thú đã về đầu thú. Trời Huế vẫn đang gắt nặng,
phải khi mà có mùa thu với những cái nắng nhẹ nhàng hơn, cầu Khánh Ninh, đường Ngô Thế Lân có những cái nắng nhẹ nhàng hơn và cũng kéo dài theo đúng nghĩa của mùa thu, 3 tháng mùa thu, rồi mới đến mùa đông thì có mưa đông nhẹ nhàng thì Huế sẽ đẹp và dễ chịu biết bao. Chứ đây thì mùa thu rồi mà cái hàng nặng còn nặng gắt, và nhiều lúc mùa hè nó lẫn trộn mùa thu, rồi mùa thu lẫn trộn mùa hè, không yên được, và vì cái nặng gây gắt cũng như mưa cũng không xác định được cái mùa một nguyên mùa. Dạ, mùa thu nhiều khi trời quá mưa, mưa dầm mưa về như mùa đông. Dạ, rồi một ngày mùa xuân cũng có thể như bốn ngày cũng mùa trong một ngày, có thời tiết có thể khắc nghiệt như vậy đó. Như đầu thu rồi, cuối hè đầu thu rồi mà nặng hơn gắt đây mọi người. Ngô Thế Lân đi từ cầu Khánh Ninh ra cầu Bình Lợi, bên phải sẽ vào chợ Tây Lộc. Em đưa mọi người đi thẳng theo view con sông Ngựa Hà trong bạn vào buổi trưa. Đó, vẫn là bên đường Ngô Thế Lân, có thể là đến cuối con sông Ngựa Hà luôn. Đó, có một view sông trưa nay em bán thang đưa bà con đi thăm bà con trên đường phố phải nội thành cùng men theo con sông Ngựa Hà đó. Bao nhiêu là câu chuyện về, cũng là những câu chuyện về thời tiết ở Huế khá là gắt nặng, mùa thu mùa hè cũng như mùa thu. Đây chúng ta ngang qua thăm từ nay bên những câu chuyện gắt nặng mùa thu cũng như mùa hè. Dạ. Nhờ những cái hàng cây ở đây xe cổ bà con để trực nhà cũng mát mẻ, chứ thôi thì xe cổ nó nhanh hư nữa, để mà trời cái nhiệt độ 39-40 độ đâu ngày nó sơn màu sơn nó bạc hết, nó hư nó lóc hết mọi người. Đây nơi cuối cùng của con sông Ngựa Hà là cầu Tây Thủy Quang. Đó, và bên dưới con nước sẽ chảy ra con sông Kẻ Vàng đó. Dạ, bên này là đường Tôn Thất Hiệp, bên tường thành của kinh thành Huế. À, những cái cửa hàng nhậu rất là sớm nơi khu vực đường Tôn Thất Hiệp, đường từ cửa Hùng đi vào đi nào nên là những cái băng nhậu nhậu rất sớm. Không biết bà con làm lụng về đêm hay đang một ngày đi nhậu ghế trong ghế. Dạ, đây mày hàng khoảng này rồi này có chiếc xe. Bây giờ đi chắc ngày hôm nay cuối tuần này chắc những cái sự kiện thể thao bóng đá này kia rồi, trưa rồi về rồi cùng ăn đi uống nó nghỉ ngơi đó. Nhưng mà đặc biệt cái đường tuyến đường cũng bật toàn này thì cùng nhau như mọi người. Dạ, nhau bình dân đó, nên là đi ngang đây bắt gặp hình ảnh bà con ngồi nhậu khá là nhiều ban ngày nào cũng vậy. Dạ, đây chúng ta đang ra về khu vực cư hữu ở đây. Đó, chúng nhìn lại khu vực tường thành bây giờ đang dẹp bỏ 2-3 cặp cái tường thành với bề dày là 18-20 mét xuyên qua tường thành đi đó mọi người. Đó, đầu kia là cư hữu. Dạ, có một vòng thăm Huế trên đây em đưa bà con đi một vòng để biết thêm sự Huế ngày nắng như răng. Hy vọng bà con mọi người cùng biết thêm. Dạ.
tàu đầu kia dọc theo tường thành đi, như ở đây có cái bà con có cùng kiếm cái tí đây này, dẫn kia cơ ngũ sắc đồ nhiều đến hay là tệ lan tệ đôi chi đấy mọi người. Wow, chào ơi nặng miễu thơ đấy, những cái hay là nhà bà con và nhà bà con người ta tệ đó, đến đang chức tệ. Em tưởng đâu ở đây có đình làng nhiều chi đó, người ta chức tệ đó, người ta dành hai cái cờ ở đây, nghe huyện người ta gọi là cái phán đó. Tên cái tuổi như nhiều đời trong dòng họ đó chỉ đỏ để được khi lên đàn trực tệ để kêu gọi kêu mời dạ ông thương cái lề đó làm có thể là nắm ngay đến 7 ngày mới xong. Bạc vật giải oan bạc đồ dạ đủ thứ. Dạ em xin tạm những video nha mọi người, hẹn gặp lại mọi người vô những video tiếp theo. Khi xem mọi người đừng quên hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Dạ và cộng con thăm Huế về trước bà con trên đường phố. Đường thẳng tương lai sẽ như thế hết đây, bà con có thể đi bộ còn đến đây đi dọc xuyên suốt theo cả cái tương thành luôn. Dạng nhìn như đi thẳng tới đầu kia thì có thể nhìn ra đường là lấy dụng em tới một đoạn để cho bà con biết. Rồi em sẽ kết thúc video vì trời rất là nặng, thế là máy nó quay mày quay nó tắt lúc nào không hay. Đó, công trình lịch sử tương thành. Đó có cái vòng cả cái lầu rất là đẹp đó. Đó, lên trên đó đỉnh cao nhất thì có thể ngắm qua bên này. Đây, dưới này là hệ thống hồ hào bên ngoài tường thành. Và ngoài kia là đường Lê Dũng đến con sông Hương. Đó, nhà à. Mờ đi. Ngã tư Kim Long. Cầu Giả Viên đó mọi người. Wow, lên đây là cái đường vòng hùng vĩ của tường thành. Lớp lớp. Một góc của kinh thành, tường thành kinh thành Huế nhìn lại thì trước đây nổi đã á tường thành bắt đầu từ trong hai ba lần. Dạ em xin kết thúc video nha mọi người, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Dạ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người.